Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, cuối tháng vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự sau gần 5 tháng điều tra, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 17 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội và YouTube và TikTok, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng internet để nói nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi phát trực tiếp, Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông VNHL bà NTMO và bà DTHN. Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà bà Hằng đã phát ngôn về ba cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp là do Hằng đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Cũng theo kết luận điều tra, các cá nhân giúp sức trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng gồm ông HCT, phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, bà LTTH, nhân viên văn phòng công ty cổ phần Đại Nam và bà NTMN trợ lý của Nguyễn Phương Hằng tại công ty cổ phần Đại Nam. Ngoài ra, trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng phát ngôn về ông NVHL và bà NTMO còn có sự tham gia với tư cách khách mời của luật sư DAQ và NDK. Theo đó, luật sư DAQ và NDK cũng có những phát ngôn liên quan đến ông VNHL và bà NTMO trên các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng. Đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả, khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật. Đối với các cá nhân sử dụng kênh mạng xã hội YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like để tăng thu nhập, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng có liên quan xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật trong vụ án này cơ quan điều tra nhận định nguyễn phương hằng được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân nguyễn phương hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của người khác gây ảnh hưởng xấu trong dư luận cũng liên quan tới vụ của bà Nguyễn Phương Hằng, vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp công an thành phố Thủ Đức làm việc, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà PTL, sinh năm 1980, ngụ phường Bình Chiểu thành phố Thủ Đức về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân. Trước đó qua công tác giám sát an ninh mạng, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố phát hiện từ cuối tháng 3 năm 2022, bà PTL đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải chia sẻ nhiều video có nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của cơ quan điều tra công an thành phố, xúc phạm uy tín của chính quyền thành phố. Tại cơ quan công an, bà PTL khai nhận mình là fan hâm mộ Nguyễn Phương Hằng, mục đích đăng tải các video clip lên TikTok nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Nguyễn Phương Hằng, thu hút nhiều người quan tâm, bấm like kênh TikTok của mình và sẽ nhận được phần thưởng từ TikTok. Sau khi được cơ quan công an làm việc, giải thích, bà PTL đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Trong thời gian qua, lợi dụng việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, một số đối tượng đã tạo lập các kênh YouTube như bản tin online MOV giai điệu cuộc sống để đăng tải các video clip có nội dung cắt ghép, dàn dựng, đưa tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của vụ án, bôi nhọ cơ quan chức năng, gây hoang mang dư luận. Một số cá nhân do thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật hạn chế cùng với tâm lý ủng hộ Nguyễn Phương Hằng đã tiếp tay cho việc phát tán các video trên. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Công dân có quyền tự do ngôn luận qua việc đưa thông tin lên mạng xã hội, nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc lợi dụng tự do ngôn luận, tự do trên mạng để xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội không vì lợi ích cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật. Sáng ngày 18 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với bà Bùi Thanh Quỳnh Như, 30 tuổi, chủ kênh lang thang đường phố. Buổi làm việc kéo dài đến 18 giờ cùng ngày mới kết thúc. Trước đây, Song song với việc tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Vi Oanh cũng tố cáo bà Bùi Thanh Quỳnh Như, chủ kênh YouTube có tên gọi Lang Thang Đường Phố, với 316.000 người đăng ký theo dõi. Đã đăng rất nhiều video đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ xúc phạm danh dự của tôi. Trong các video do kênh này phát có người phụ nữ tên Bùi Thanh Quỳnh Như cùng hai người đàn ông liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật, đồng thời phát ngôn xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của tôi. Theo ca sĩ Vi Anh, từ ngày 2 tháng 7 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2021, kênh YouTube Lang Thang Đường Phố đã đăng liên tục 19 video với nhiều nội dung tiêu cực, không đúng sự thật, xúc phạm đến danh dự uy tín của nữ ca sĩ. Sau đó, nhiều lượt bình luận chia sẻ đã công kích làm nhục cô. Từ đó, ca sĩ Vi Anh đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân tham gia xúc phạm mình trên kênh YouTube Lang Thang Đường Phố nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nữ ca sĩ khi cá nhân bà cùng gia đình là tâm điểm của sự tấn công chửi bới thậm tệ trong suốt thời gian dài vừa qua. Ngoài ra liên quan đến kênh YouTube Lang thang đường phố, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam 3 tháng, tài khoản YouTube Lang thang đường phố 2 vẫn cho đăng thông tin với tích tựa Tin vui, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được tại ngoại. Sau khi báo thanh niên phản ánh, video này đã được rút khỏi YouTube. Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định có nhiều người giúp sức hỗ trợ bị can Nguyễn Phương Hằng trong việc lên kịch bản, chuẩn bị nội dung, quản trị 12 kênh mạng xã hội, chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật cho bị can này trong các lần livestream không đúng sự thật, vu khống xúc phạm đời tư nhiều cá nhân, trong đó có nữ ca sĩ Vi Anh. Đến nay cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra mở rộng để xem xét có hay không vai trò đồng phạm của một số cá nhân và chủ kênh YouTube Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Hà Ly, Hoàng Nhi, Anh Nông Dân, Điền Võ Vlog, Lang Thang Đường Phố. Cùng với đó, theo báo Việt Nam Net, ca sĩ Viu Anh cũng đã nộp đơn tố cáo Hoa hậu Thu Hoài, tức Nguyễn Thị Thu Hoài, 46 tuổi, ngụ quận 1, vì cho rằng bà đã lên mạng xã hội livestream nói xấu, bôi nhọ hình ảnh, xúc phạm danh dự mình. Phía công an thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực điều tra xử lý theo quy định bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh vẫn đang xác minh làm rõ hành vi vu khống làm nhục người khác của bị can nguyễn phương hằng theo đơn tố cáo của bà đặng thị hàng ni tức nhà báo hàng ni liên quan đến việc điều tra xử lý bị can nguyễn phương hằng hiện cơ quan chức năng đang xác minh lý lịch tư pháp đối với bị can việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ về lai lịch nhân thân người thực hiện hành vi phạm tội theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Ngoài ra, bị can Nguyễn Phương Hằng đang có hai quốc tịch là Việt Nam và Cộng hòa Síp. Thưa quý vị, vậy là trước kỳ hết hạn tạm giam 4 ngày, công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng và đề nghị truy tố. Như vậy, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không được trả tự do mà vẫn sẽ phải tiếp tục ở lại trong trại giam để chờ đến ngày phiên tòa xét xử vậy đâu sẽ là cái giá mà bà nguyễn phương hằng sẽ phải trả cho những lời phát biểu lộng ngôn của mình những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc của bà nguyễn phương hằng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn